them. Charisma. Charisma is like aura, you know?
Xe ô tô, motorbike, xe car, chua. Nói chung là chiếc xe vừa đến ngã lên cái
xe luôn, có người trong đó luôn. Có sao? Nhưng mà Ngọc nghĩ là cái xe ô tô nên cái nó ở đá trong đó không sao. Mà đúng luôn. Phải xe máy chứ chết. Xe máy nhưng mà bị xe... nói chung là cái người xe máy là cũng chưa tới số. Biết sao? Chiếc xe hơi nó cản rồi, chiếc xe máy nó nằm dưới ngọn. Lên vừa không sao. Ngọc đi xuống Ngọc lo cái bản hiệu mà Ngọc thấy sao ngã bán hiệu Ngọc á, tiền điện thôi mà đó quá thì đó luôn mà. You're busy.